EVN được đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lao động vì thu được nhiều tiền. Ban thi đua khen thưởng Trung ương đang tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với 45 trường hợp thuộc bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong danh sách này có 5 doanh nghiệp và cá nhân thuộc Bộ Công Thương, trong đó bao gồm cả Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN, và nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung thuộc EVN. Ngoài EVN còn có Tập đoàn Dệt may, Vinatix, Tổng công ty Khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Nguyễn Duy Khuyến, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sú Bẻ Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Danh hiệu anh hùng lao động được tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là tấm gương sáng, mẫu mực về mọi mặt, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động anh hùng, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, có phẩm chất đạo đức cách mạng, là tấm gương sáng về mọi mặt, đạt được các tiêu chuẩn theo quy định. Nói riêng về kết quả kinh doanh, tính từ năm 2012 trở lại đây, trung bình mỗi năm EVN lãi khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với EVN hiện nay vẫn là cân bằng tài chính với khoản lỗ lên tới 16.800 tỷ đồng tính đến cuối năm 2014 đến từ lỗ chênh lệch tỷ giá. Lỗ do sản xuất kinh doanh giai đoạn 2009 đến 2010, từ giá than tăng, từ thuế tài nguyên và phí môi trường tăng. Ngoài ra, EVN cũng có khoản lỗ đáng kể khác từ đầu tư ngoài ngành. Do có khoản lỗ lũy kế lớn, sau gần 2 năm, kể từ ngày 16 tháng 3, EVN được chấp thuận tăng giá điện bán lẻ thêm 7,5% lên mức bình quân 1.622 đồng 1 kWh. Thời điểm này, EVN cũng công bố biểu giá bán lẻ điện với 6 bậc thang. Tuy nhiên, sau vài tháng áp dụng biểu giá điện mới này đã vấp phải nhiều phản ứng từ dư luận. Hiện tập đoàn này đang lập đề án để gửi lên Bộ Công Thương về việc sửa biểu giá điện theo hướng phù hợp hơn. Đề nghị phong anh hùng cho EVN, chuyên gia kinh tế cũng choáng. Trước việc đề nghị phong anh hùng cho EVN, chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long cảm thấy ngỡ ngàng. Trao đổi với phóng viên xung quanh đề nghị phong tả nờ rơi danh hiệu anh hùng cho EVN, chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long cho rằng, đã phong là anh hùng lao động thì phải là tiêu biểu để người ta làm gương học tập, phải xứng đáng với thực sự. Nhưng cả quá trình hoạt động của ngành điện bị kêu ca rất nhiều, chủ tịch EVN bị miễn nhiệm chức vụ, hoạt động thì bị dân kêu. Tính công khai, minh bạch không có. Bao nhiêu bê bối đã xảy ra chứ không chỉ dưới góc độ về giá điện, mà còn cả vấn đề cửa quyền. Độc quyền cả quá trình hoạt động của EVN nữa đều gây bức xúc cho người dân. Thực sự, EVN chưa xứng đứng được phong danh hiệu anh hùng bởi làm ăn chưa hiệu quả. Còn bê trễ, người dân không đồng thuận, bức xúc nhiều, ông Long thẳng thắn. Theo vị chuyên gia này, ngay cả Thủ tướng cũng đã phê phán khi làm việc với ngành điện khi Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị mỗi người phát biểu một khác, thiếu trung thực ngành điện là ngành độc quyền còn nhiều vấn đề tạo bức xúc cho người dân. Thế nên, bây giờ mà EVN nhận phong tả nờ rơi danh hiệu anh hùng lao động thì người ta cảm thấy thất vọng, thiếu tin tưởng. Tôi nghe được thông tin EVN nằm trong danh sách 42 trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lao động 2015, tôi thấy ngỡ ngàng. Ông Long nói. Bên cạnh đó, chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long còn cho rằng, khi đưa EVN vào danh sách đề nghị này cũng cần phải xem xét lại cả ban thi đua khen thưởng Trung ương. Các bạn nhớ nhấn theo dõi kênh để nhận được thông tin mới nhất. Xin cảm ơn.